Đếm ngược 17 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán dân tộc cổ truyền của Việt Nam. Thị trường bất động sản mặc dù gặp rất nhiều sự chầm lắng, nhưng thị trường quất đào cảnh hiện tại tại thành phố Thái Bình lại trở nên vô cùng sôi động. Và trước ngày Tết, vào ngày Tết Nguyên đán cổ truyền thì ai trong số chúng ta cũng đều muốn mua cho căn nhà mình một cái sản phẩm gì đó. Có thể là giống như kiểu cây nêu, một cây quất, một cây phong lan, một cái gì đó mang hơi ấm của ngày Tết để nó có thể là mang tài lộc, mang nhiều sự may mắn đến cho gia đình mình trong năm mới. Và ai trong số chúng ta đặc biệt cũng đều muốn trang bị cho căn nhà mình vào dịp Tết Nguyên đán một cái gì đó đặc biệt mà không ai có. Thì ngày hôm nay tôi xin dẫn anh em đi xem một cái sản phẩm đặc biệt anh em có thể là trang bị cho gia đình mình, cho căn nhà mình ấm cúng vào ngày Tết. Đó là những cành đào mang từ Tây Bắc nhá. Đây, những cành đào này có điều đặc biệt là những cành đào rất là già và năm cánh phai, rất là bền. Đó mang một cái hơi ấm gì đó từ miền núi, từ những bản mèo trên dân tộc trên miền núi về với đồng bằng tại Thái Bình chúng ta. Thì nếu mà anh em có thể có một cành đào tuyệt vời như thế tại nhà chúng ta vào ngày Tết để đón chào những vị khách đến gia đình chúng ta thì nó thực sự là một điều tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thăm trực tiếp đích mục sở thị những cành đào này như thế nào nhá. Mời anh em. Và ngay tại sân của công viên Kỳ Bá, đối diện với karaoke Moza thì có một quầy đào già Tây Bắc với năm cánh phai. Chúng ta có thể thấy ngay cạnh đây tôi là những cành đào rất là già, được chặt từ những cây rất là già và có những cây nó mốc rất là đẹp. Đây, chúng ta có thể thấy những cành đào mốc này, nó mang hơi hướng tự nhiên của những cánh rừng già trên miền núi Tây Bắc về với đồng bằng. Thì đó thực sự là một điều đặc biệt mà không phải nơi đâu cũng có được. Và đặc biệt nữa là những cái cánh đào này nó vươn tay ra rất là rộng. Nếu như nhà nào anh em mình có một không gian rộng ở trong nhà, một phòng khách bề thế với các bộ salon bằng gỗ thật là đẹp mà trang bị những cành đào như thế này thì thực sự là nó là một cái gì đó giống như kiểu chúng ta mang cả hơi ấm, những cái hương thơm của cánh đào tại những cánh rừng tại Tây Bắc về với căn nhà phòng khách của mình, thì thực sự đó là điều vô cùng đặc biệt. Và như tôi thấy đây có khoảng đâu đó khoảng tầm 100 cành đào đã được vận chuyển từ Sapa, từ các miền núi Tây Bắc về đến đây, từ Lai Châu có, từ các tỉnh của Lào về đây có. Khoảng giá đâu đó trung bình trên dưới 2 triệu đồng chúng ta đã có thể có một cành đào tuyệt vời này vận chuyển từ các miền núi, từ các tỉnh rất xa xôi trên Tây Bắc về đến đây. Và chắc chắn rằng anh em tưởng tượng khi chúng ta đón những vị khách vào mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết âm lịch với những cánh đào năm cánh phai nở rộ ngay trên đầu chúng ta và chúng ta thưởng thức những ly trà đón những vị khách của chúng ta, đó thực sự là một điều gì đó vô cùng ý nghĩa. Và những ngày Tết là những cái dịp vô cùng quan trọng để chúng ta tiếp những vị khách, những người thân trong gia đình hoặc những người bạn thân quen từ xa về, thì đó thực sự là những khoảnh khắc vô cùng ấm cúng mà ai trong chúng ta cũng đều muốn có được trong dịp Tết Nguyên đán này. Và nếu anh em cần một cái sản phẩm như một cành đào đây thì hãy đến ngay một cái vị trí ngay đối diện karaoke Moza tại đường Lê Quý Đôn để chúng ta có thể là có được những sản phẩm tuyệt vời này nhé. Xin chào anh em.